liên tiếc những vì sao đường dạng xem mắt thời gian như ngồi trên đống lửa đường dạng vương ngọc văn bạt tưởng thời gian trương đăng thành tụ họp với bạn bè trong số đó có đàn anh trở mặc vừa mới đến buổi tụ họp một người bạn của đường dạng đã hỏi về tình trạng hôn nhân của đàn anh Vương uy nhân nhanh chóng ngắt lời vợ trách cô sao vừa để đã hỏi vấn đề riêng tư đồng thời xin lỗi châu mặc không ngờ ngay sau đó anh hỏi một câu khiến anh ấy cạn lời đàn anh hơn dạng dạng mấy tuổi Rõ ràng Phùng Uy Nhiên đang có ý tác hợp cho đường sạng và châu mặc. Hành động này của anh khiến tưởng thời gian khó chịu ra mặt. Tưởng thời gian sau đó kéo bạn thân ra một góc rồi bắt đầu chất vấn. Các cậu có biết châu mặc không? Các cậu có hiểu anh ta không? Nhận được loạt đáp án chỉ có một từ không, tưởng xuyên gắt lên. Vậy các cậu làm mối linh tinh gì vậy? Cậu biết châu mặc sao? Cậu hiểu châu mặc à? Cậu không biết cũng không hiểu người ta sao cậu giảm chắc châu mặc không phải người tốt. Lỡ như châu mặc chính là chân mệnh thiên tử của đường dạng thì sao? Phùng Uy Nhiên hỏi ngược khiến tưởng thời gian không biết đáp sao. Đường dạng bị buộc. Đi xem mắt dù cô không muốn đương nhiên cậu bạn thân 10 năm tưởng thời gian đã cứu cô một cách ngoạn mục. Thực ra có những lúc nhóm xem mắt này không cần thiết tồn tại, chuyện như duyên phận không thể nói trần được, không nhất thiết phải dựa vào giới thiệu. Nó có lúc nhanh, lúc chậm, có lúc lại ở ngay bên cạnh. Cần phải đi tìm cơ. Vừa mới dứt lời đường dạng đứng hình khi nghe mẹ nói bà vẫn đang ở trong chín nhóm xem mắt khác, Câu nói này của bà cũng khiến tưởng thời gian ngồi cạnh tắt mồ hôi. Cô bạn tiết lộ, đã xem một quẻ cho đường dạng chắc chắn năm nay, cô sẽ thoát ế. Hơn nữa nửa kia còn là người quen lâu năm, Phùng Uy Nhiên nghe xong liền quay sang nói, cho tưởng thời gian ngờ đâu được cậu ban tặng cho một món quà đau điếng. Thật ra trong lòng tưởng thời gian vẫn luôn có đường dạng nhưng anh không dám bày tỏ tình cảm, chỉ âm thầm ở bên quan tâm bảo vệ như một người bạn. Anh sợ một khi bày tỏ có khi đến cả bạn cũng không thể làm sau khi nghe vợ phùng ý nhiên nói về quẻ bói cho đường dạng tưởng thời gian giống như khó ở ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vui tươi nhưng lại liên tục công kích và bắt vẻ vợ chồng bản thân khiến cả hai vô cùng khó hiểu đường dạng không tưởng thời gian lèn nút trèo tường vào cấp 3 ngày xưa bị bảo vệ đuổi theo hai người chỉ đành trốn tạm vào một căn phòng chứa đồ khoảng cách tiếp xúc quá gần dường như đã gợi lên trong lòng mỗi người cảm xúc khó tả đương nhiên có lẽ phải rất lâu nữa tưởng thời gian mới đủ dũng cảm để tỏ tình với cô bạn thân 10 năm của mình